cảnh đầu chợ Vạn Phúc này khác hẳn so với những ngày tháng bán cây ở Tết đúng không các bác? Hôm nay rộng thênh thang, mùng 10 ngày khai xuân của anh em muốn cây bonsai chợ Vạn Phúc các bác ạ. Rất là mưa, vắng vẻ, kể cả người bán lẫn người mua. Rồi quay lại đầu chút góc cho ông Nhạn với mấy anh em. Ôi, chào mấy anh em nhá. Sam núi cây của cung đây. Đi một lượt để đi một lượt xong rồi quay chi tiết các bác nhá. Vâng, chúc mừng sức khỏe chú nhá. Hôm nay khá không chú? Ra đây giới thiệu tí cho vui vui là chú. Ừ. Lau tay bắt tay cái. Về quê bao giờ lên đây? Cháu mùng 5 cháu mới lên. Đây à, cây của ông đây à? Cây là 6 cây à. À, hay quá, cây đẹp quá. Em cái này bao tiền không? Cây 10 triệu. 10 triệu, si tay chuột, 10 triệu. Quá đẹp, quá già. Từ trước Tết giờ có kiếm được cây nào nó kinh điển ở nhà không? Tết kiếm rồi. Hôm bán hai cây đằng kia ác chiến nhỉ, đẹp. Và còn cây này bao tiền không? Cây 8 triệu. 8 triệu ấy, đẹp chưa? Đẹp. Đằng kia chẳng có cây gì cả. Kia một cây ạ. Còn cây liu tiêu rộng thanh thang. Cây. Đấy, cây này đẹp đấy. 8 triệu. Sạch sẽ, chậu đầy đủ rồi. Chơi thôi, bóng dáng đầy đủ rồi. Móng đấy. Vâng, làm móng. Vâng, làm móng. Móng đấy. Đấy, đẹp đấy. Mọi thứ đều ổn định rồi, được chơi thôi. $500 một cây hoa đỗ quyên. Này. À, tai chuột. La hán này thì bao tiền chú? 12 triệu cái thùng la hán. Tai chuột đây. Bò từ bên này sang. Một thân đấy chứ. Vòng lên và vòng ra. 2 triệu cùng là hán. Thế là mà rồi cho năm cả đi lắm điểm rồi. Bây giờ cho hoa xuân này, cho hoa ngày Tết chợ Vạn Phúc thì vui lắm. Chúng ta Vạn Phúc tiêu được. To, khu vực to nhất Hà Nội buôn bán. La hán đẹp rất già rất sạch. Cái này mà lo lắng thì phải hút trên à? Vâng. Đấy, bày phóng nước nghệ thuật. Đẹp chưa? Cái thông được không? Mưa thông. Khi nào? Thông. Từ nào khác thông nó nhiều loại thông đấy đấy cây xanh rất đẹp đấy, hiện dễ sạch sẽ chưa. Kèn nhà đấy, có mấy cái si to này. Có cái nào đi chưa? Nó vẫn ở đấy chứ. Nuôi mà. Đấy, cây này là bao tiền đấy không? 4 triệu.
một tác phẩm cực đẹp. Tuyệt vời. Đúng rồi. Đấy. Chúc mừng năm mới. Vâng, mở hàng chưa? Rồi, tay trái mở hàng từ 48 rồi. Vâng, thế hay quá. Đấy, lục lá đẹp chưa? Rồi. Phẩm lục vừng này bao tiền không? Vừng là 500 nghìn. Đấy, 500 nghìn ôm đá rồi này. Ôm đá, đẹp. Về cứ thế mà thả thôi. Thả nước. Thấy chưa? Trời, về cá phong thủy, tuyệt vời. Rất nghệ thuật. Nhấc lên thế này thôi. Đấy, rồi, đẹp. Đấy, đỏ chót. Alo, anh có vào 2:04 không? 9 giờ anh. Đang hỏi các anh chả thấy gì đang ra đây. Đang ra đấy. Anh em chuẩn bị ra chưa? Ok. Thế mình giờ bây giờ làm nào? Kéo à? Từ 13 đến 14 à? Vâng. Đấy, đẹp phết đấy này. Dễ này. Quá đẹp. Dễ này. Đấy. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật đỉnh cao. Nghệ thuật đỉnh cao. Giá rẻ bất ngờ. Giá rẻ bất ngờ. Đấy, không mộc mai thì bao nhiêu? Không mộc mai 1 triệu. À chà, hình đây nha. Đẹp chưa? Bây giờ lâu đời nhỉ? Có bên đẹp. Đấy. Này. Quá tuyệt vời luôn. Bằng gần bằng cổ tay rồi. Thân vào 4 phân. Đúng rồi. Đẹp đấy. Đấy, củ đẹp. Hàng rất chất lượng. Giá hợp lý. Đấy. Đấy, cây lục vừng đây lục nữa. Lục vừng hôm đó. Cũng nhấc lên nhấc xuống được như cây kia. Cây này nó cũng nghệ thuật sáng đẹp. Cây này là mấy tiền đây? Cái này nó 500 nghìn ngàn. Đấy, đá đẹp. Củ rất to. Củ đẹp. Củ rất to, lục lá đỏ. Lá đỏ, củ hạt thì nhỏ. Đấy. Ôm đá thấm thủy. Đấy, nhà hạt từ đấy từ ngày xưa vào đấy. Đấy. Đấy, đẹp quá. Cái này cũng của ông Nhạn hay sao chứ nhỉ? Đó, xanh của Nhạn. Cái này này hình như là được trước quay rồi. À, mấy lần. Vâng. Nhiều cây như này. Khai xuân nay mình khai xuân nữa. À đúng rồi. Chúc mừng năm mới không? Chúc nhiều sức khỏe. Làm được chứ. Cháu có đây rồi. Đấy. Để đang định mời ông đây. Ê. Cậu ta nào mình nọc. À đi. Và cái xin ông. Và cháu cảm ơn ông nhé. Hay quá. Hôm nay có đánh hàng Tết đâu không? Có. Thắng lợi chưa? Chậm lắm. À. 29 hết hàng nghỉ. Nhưng may nhiều ông nhỉ. 30 thì có mà mưa gió. 29 2 giờ. À thế là vẫn về ăn Tết vui vẻ, vẫn được ăn Tết, vẫn được buôn bán. Nhiều anh em 30 khổ lắm. Mưa mà. Đâu cây của ông từ đâu đấy? À đây. À hay quá. Cây làm móng này bao tiền không? Cây làm móng 5 triệu. 5 triệu. Quá đẹp. Trực quá đẹp. Cây rơi rất nghệ thuật. Ông Tị. Hai cây móng này cũng đầy quả. Cây chỉ ra quả. À đây. Đây cũng móng ạ. Cái này cũng móng. Đi mở hàng từ hôm nào đấy không? Đây, nay bắt đầu, nay khai xuân đây. À. Đấy, đẹp chưa? Móng này. Đẹp quá. Rất nghệ thuật. Này, bệ dễ đẹp. Đây rồi. Làm vòng đấy không? Đẹp quá. Cây bao tiền? Đẹp. Cái này tầm này chắc phải trưa mới có người ra. Mưa mà. Đấy. Mưa. Rất nghệ thuật. Chắc là hôm nay đẹp nhất ở chợ cái này rồi. Đằng kia chở cây. Đằng kia chở cây. Trực rất chuẩn chỉ. Trực thẳng tóc luôn.
mâm ngũ quả này được bao nhiêu đây? Có 700. 700. Sinh viên, giá sinh viên. Sinh viên. Giá sinh viên. Quả về ngâm rượu, lộc vừng. Ngâm rượu. Vâng. Đã cầm rượu đấy. Vâng, ngâm ngắm thôi. Nhiều người ngâm rượu lắm ấy. Nó chát chát mà là ngâm được. Ê, xin lắm. Ra thành phố Tây Dương. Cười cười đấy. Và nhìn thấy cái quả tây rơi chắc là thích đấy. Tây rơi quả hẳn đấy chứ. À thế à? Tây quả hẳn. Phong cách đấy. Phong cách từng ăn thôi. Đúng, phong cách đến từ Hữu Bằng, Tân Thương, Lộc Vừng. Chúc mừng năm mới ông nhá. Hôm nay hình như là nay Quốc Oai có bài cây sao chứ nhỉ? Quốc Oai chưa thấy gì. Chắc mưa quá. Thấy bảo là mùng 9 nhưng mà anh đi qua chả thấy gì. Qua mấy anh em dậm dịch nó băng cây thì đấy. Đẹp quá. Đấy, cây ông Tị này đẹp nhất chợ rồi. Chúc cậu mua may mắn đắt nhá. Vâng, cháu xong bên này tí. Đào tiên của ai đấy? Đào tiên. Đào tiên, cái đào tiên đúng không? Về dễ mà gọn gàng chân quỳ tí rồi tóc múc đẹp đây là bê được mà đầu tiên ở cái của ai mua gió rồi chúa trong kia lục lá đẹp quá lục sơn đôi dâm bụt đôi dâm bụt. Một đôi dâm bụt Thái. Được. Xin lỗi là chẳng biết của ai các bác ạ. Quay lấy không khí xuân một chút. Cây cây vú bò là bán chưa ông? Ông Thức ơi, cây vú bò là bán chưa? Chưa. Cây đem đi chơi được. Đem đi chơi chuẩn bị chơi xuân. Đấy. À đấy, là một cặp đấy. Bên này nhanh còn đẹp hơn. À, cái nhanh mới à? Cũng dạng đấy. À, thế thì làm một cặp kinh điển rồi. Ra triển lãm thì này. Dạ vâng, chị chú. Bắt tay ông cái, năm mới may mắn. Chúc sức khỏe ông nha. Rồi. Rồi, nha.